Cuối giờ chiều nay ngày 4 tháng 1, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh chủ trì cuộc họp giao ban trực tuyến Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố với các sở ngành quận huyện. Cùng dự có Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Cao Thị Huyền Trân và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Ngô Thị Kim Yến. Hôm nay, các ca chưa cách ly chủ yếu được phát hiện tại các cơ sở y tế. Tính đến nay, thành phố đã tiêm vaccine phòng COVID-19 mũi 1 cho hơn 975.000 người, tiêm mũi 2 cho hơn 957.000 người và mũi 3 cho hơn 7.600 người. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố cho biết hiện thành phố có các điểm nóng là tại các cơ sở y tế, doanh nghiệp, chợ truyền thống và trong cộng đồng. Dự báo thời gian tới sẽ có nhiều hoạt động cuối năm và đón Tết nên số ca mắc COVID-19 sẽ tiếp tục tăng. Vì vậy, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố đề nghị tập trung hai giải pháp để giảm số ca mắc là tiêm vaccine và đẩy mạnh tuyên truyền 5K, đồng thời đẩy mạnh công tác điều trị. Đề nghị quận huyện rà soát lại các trường hợp chưa tiêm vaccine để tiêm hết. Sở Y tế thành phố cho biết gần như thành phố đã hoàn thành mũi 1 và mũi 2 và đã lên kế hoạch tiêm mũi 3 dự kiến hoàn thành trong quý 1 năm 2022. Về công tác điều trị F0, Sở Y tế cho biết tiếp tục duy trì và điều trị tại cơ sở y tế và tại nhà. Sở Y tế đánh giá thời gian qua việc điều trị F0 tại nhà đảm bảo, vì vậy thời gian tới đề nghị các địa phương đẩy mạnh điều trị F0 tại nhà, giảm tải áp lực cho cơ sở y tế. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Chinh ghi nhận biểu dương các sở ngành địa phương tích cực triển khai công tác phòng chống dịch, cơ bản khống chế dịch. Tuy nhiên, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố lưu ý trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh sẽ phức tạp hơn vì nhiều hoạt động chuẩn bị Tết và đón Tết. Vì vậy, cường độ phòng chống dịch là ưu tiên hàng đầu. Các địa phương tăng cường công tác phòng chống dịch, đảm bảo khống chế số ca mắc trong dịp Tết để đón Tết an toàn, vui vẻ. Phòng chống dịch từ đây đến Tết và sau Tết là phải được ưu tiên, quan tâm. Cho nên chúng tôi đề nghị thế này. Thứ nhất là ngành y tế phải xây dựng kế hoạch khẩn trương tiêm vaccine cho 100% những người mà đủ 3 tháng ở mũi 2 trước Tết âm lịch, cố gắng hết sức. Có thể ngày 29 Tết chúng ta cũng còn tiêm. Rồi chúng tôi cũng sẽ đồng hành chia sẻ với các anh. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố đề nghị Sở Y tế đánh giá lại công tác điều trị F0 tại nhà để xây dựng kế hoạch công tác điều trị tại nhà trong thời gian tới, nhất là dịp Tết. Thống nhất tăng tần suất xét nghiệm để bảo vệ thanh trì tại bệnh viện. Yêu cầu Sở Y tế đề xuất kế hoạch hỗ trợ cho nhân viên y tế trong điều trị các bệnh nhân COVID-19 trực trong các ngày Tết.